Nam mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe mấy chuyện trì tụng quyền thiệu nghiệp nhiệm một Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Một Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh Vu Lan Bồ Tát từng nghe lời tạc như vậy. Một Phổ Độ Thế Tôn An Trụ Xá Vệ Thành, viện chung một liên mới đặt lục tâm, muốn cho cha mẹ khỏi vọng trầm luân công, dưỡng dục tâm thân giống cha nghĩa sanh thành. Mong đền làm con yêu anh biết tiếng mẹ dùng huệ nhãn dưới chân kim tầm thấy vong mộng sanh làm ngạ quỷ không phương anh. Hình này một liếc tay vậy vì ai biết mẹ đôi khác ai hoài tình tâm lo mong vật đem chân từ màu đặt đỡ lòng. Thấy có mẹ rất lo âu tay ta che đầy hũ hầu phong ăn lòng bọn xẹt tiền căn chưa dứt sợ chúng ma cướp giật của bà. Chưa đến miền đà hoa thành tan lửa nuốt mà đặt đầu tay như vậy đau sầu thế tạm một kiền liên bi cảm xót thương mau mau về đến giảng đường. Tâm phương dài nàng phần mới báo rõ ràng cánh cõi rằng mẹ ông có tội rất sâu dầu ông thân lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Của ông giàu lớn tiếng vang đồn to đến cửu thiên côn là các bậc thần kỳ tà ma ngoài đạo bốn vị tiên vương cộng ba coi. Cũng công vương cứu tế mẹ người muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng phán cứu tế ta quan giảng nói cho mọi người thoát coi. Bèn kêu một thể đến gần truyền cho diệu pháp ân cần thiên tí rằng tháng bảy là ngày tự tư mười phương tăng triệu dự lễ này phải toán. Thường ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sâm dương nằm niệm lo cùng thâu bồn đèn ruộng nhang dầu món ăn tinh sạch có màu đựng trong bình ban. Chư đại đức mười phương bỏ thân trong bảy đời sẽ được siêu thăng lại thêm cha mẹ hiền tiền đặng giờ phương đức tiêu kiến các nàng vì ngày ấy. Dẫu ở đâu cũng tụ hội về như người tiền trình sơn kê chánh điều phiền nào chấm về tiền na hoàng người đang vốn tòa đạo hoàng không tu hành. Vô sanh hoàng người toàn hải kinh hành chẳng am quyền quý ẩn danh lâm tộc hoàng người đặng lục thông thân pháp và những hàng.
Hoàng chư Bồ Tát mười phương thiên nhân lang sai ở gần chúng sanh điều trì giới rất tánh rất tình đạo đức dạy chánh định chân tâm tất cả đoàn lòng to lạnh ba cơm lục hòa người nào có sáng ra bậc thực đẳng cũng dường tự tứ tăng thời hiện tiền phụ mẫu của người bà con thời điều nhờ ơn tam đó còn chắc rằng ra khỏi cảnh tánh nhạc hưởng thọ tự nhiên như con cha mẹ hiện tiền giờ đó cũng rằng như cha mẹ bảy đời qua quan vẽ hóa sanh về cõi tiên cung người thời tuân tu hình dục hào quang chiếu xoan khắp cùng châu tân phật dạy bảo mười phương để thức sau này chưa kia tỏ thực đàn chạy phải cầu chú nguyện cho người tinh gia cầu thân thế mẹ cha thi chủ định tâm thần quán chủ đừng quên hành tiền mới dùng phần bậc đàn tiền hiện dân kia còn dùng nên an bậc thực trước phật đại hoặc tự tâm chúng chư tăng chú nguyện viên chúng sau rồi vừa chưa quá cứu thế phật vừa nói với một lìa con bồ tát chư tăng đồng nhau tỏ ra vui mừng một lìa cũng hết công tác rầu buồn một lìa màu kiếm bồ về ngàn quỳ đường tam bốn liên bạch với phật rằng mẹ con nhờ sức tánh tăng khỏi nạn lại cùng nhờ quái tận tam bảo bằng chẳng tiền như sau đệ tử xuất gia vũ lan bồn pháp dùng mà độ sanh độ cha mẹ còn được tại thế hoặc bảy đời có thể đặng có phật rằng ta vừa muốn nói con liền hỏi theo thiện nam tử thì kheo nam nữ cùng quân vương thái tử đại thần tam công tể tướng ba quan cùng hàng coi trần như chia muôn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng tân thế tình tâm đến rộng tan bày mỗi năm sau khi kiết hạ tu về chính ngày ấy phật đà hoan nghị phải sống sanh bá vị cơm canh đựng trong bình ban tinh anh chúng thân cũng dường đặng cầu nguyện sống được trường tỏ chẳng ơn đau cũng chẳng khổ chỉ còn cầu thân thế độc thì lìa nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên nhân duyên vui đẹp lại xa lìa nạn khổ cực thân muốn sanh phật tử ân cần hành tu yêu tuần phải cần phải chuyên tường cầu nguyện hùng tiên phổ bổng siêu sanh ngày rằm tan bày mỗi năm vì lòng yêu tạo ân tâm phải đền lệ cứu tế chi thành sanh đặng ngõ cũng dường chưa hoặc chưa tăng ấy làm sanh tập dường dùng sông tăng buổi đầu đệ tử phật lo âu dình dữ mới phải là thích tử thiền môn vừa nghe chức pháp lam bồ
thầy đồng nghĩ hoan bổn liên với bổn ban Phật tử nguyện một lòng tin sợ bổn anh trước là trả nghĩa sanh tâm sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài nam mô Bổn Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Bổn Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Bổn Kiền Liên Bồ Tát Còn nói kinh bao đạo công ơn cha mẹ ta từng nghe lời tạc như vậy một vợ nọ thế tôn an trụ xã về thành chưa tăng câu hỏi rất đông tình ra đến số ai khôn tám ngàn lại cũng có các hàng Bồ Tát ngồi tại đây đủ mặt thường thường bây giờ Phật lại cùng ngàn đại chúng Nam Phương tiên ngành đạo ban lộ rành rành mắt tay nhuôi xương cô bỏ đây lâu đời thế con bèn vội ba lại rồi rơi giọt ngon đứng a nan trong lòng ái ngại chẳng hiểu sao Phật lại đông xưa vội vàng xin Phật dạy thượng thầy là tự phụ ai ai cũng kinh tại giường ấy cớ sao tay lại lại xương cô Phật rằng trong các môn đồ người là đệ tử đứng đầu dạy công bởi chưa biết đụng trong chưa rõ ta có đuôi đầu đông xương dồn dập bấy lâu cho nên trong đó biết bao cốt hài chắc cũng có ông bà cha mẹ hoặc thân ta luôn hồi sanh tự tử sanh lúc tăng đời trước thì ai còn đây ta lễ bái kính gửi tiền vội và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa đông xưa không thàm trời đất có vừa có coi người chịu có xem soi cho kỹ quan làm hai bên nhận bên nam để cho quan biệt cốt phạm không còn lộn lao đừng ngăn cho mà lòng ta tiếc biết làm sao quan biệt gọi sai ngài biệt xin Phật tỏ bày vì có chọn lượng gái trái lúc này về bề sớm đặng gánh đừng đi ăn mặc phân bên chờ khi đã xác tiêu hình xương nay như nay có dịch có quăng quăng mới vào an nan xương nữ nam quăng miệng rõ ràng đàn ông xương trắng nặng quăng đàn bà xương nhẹ đen tâm dễ dịch người có biết cơ sao đen nhẹ xanh đèn mà ra xanh con ba đâu nguyên ra tám ngọc bốn đâu sửa hòa nuôi con vì cơ ấy ao một tấn tệ xưa đàn bà nắng nghe vậy đi nơi cho tương cha mẹ công dạy dường xanh bền cầu phần thi thân dạy bảo phương pháp nào bao nhiêu sống tấn thế tôn mới bảo vì người ta sẽ vẫn trần cơ nghe tân đàn bà nhiều bề cần dòng xanh đàn có tập hoàng thương mang thắng đầu tay đầu tân xương sở tạng vẫn tương tăng tư nhị dường như sửa đàn tháng tư ba như cùng huyết cứng bốn tăng đã thường ra hình năm tăng ngũ thề tháng tư sau lục căn điều đủ bảy tăng thì đủ một cuộc xưa lại thêm đủ lộ chân long cộng chung đấng số tăng muôn bốn ngàn tăng tư tăng chín
thân thế đầy đủ vốn ơn bồi tăng lắm đến kỳ sinh nếu con yêu thuận xuôi mình ra luôn bằng ngọn gần làm buồn bằng bỏ nó vẫy buồn cha mẹ ai hùng sự đau sự khổ có mà cùng tỏ phần ghi danh đặng muôn phần khoái lạc cùng vì như được bạn được vàng thế con lại bảo năng ơn cha mười phần phải tính điều thứ nhất giữ gìn tài giáo mười tăng trường chú đau mọi về thứ hai danh đẻ gớm ghê điều thứ ba tâm ân nuôi dưỡng cực đến đâu bền vẫn chẳng lấy tư tư ăn đắng nuốt cay để dành mùi ngọt đủ đầy cho con điều thứ năm cửa mẹ nằm cố rau phần con từ sau dù được nhai cơm miệng con nó ấm chẳng nhọn chẳng ghê điều thứ bảy không chế ô uế giặt đồ dơ của trẻ con phiền chia riêng nếu con đi bằng cha phiền mẹ lo điều thứ chín miệng con sung sướng dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam tính sao có lời thì làm vì giác bị cần điều thứ mới chắc ngắm trao chuộc dành cho con ca cuộc thanh nhàn thương con như ngọc như vàng hơn cha nghĩa mẹ sánh bằng vẫn lại bảo ngán đang đơn điện trong chúng sanh tuy tiền bằng gửi mười phần mê mùi cả người con tưởng ơn trong đức dày sống tăng tràn kinh mơn trái đất công do tương dương dụng cụ lão ấy là vẫn yêu bằng giáo thì những người thấy đời nào nên tăng mẹ sanh con cứu mang người ta chớn vai uống ngăn chặn đặng vì tại cho nên thân thể hình này kém xí thiện nguy chi xía sanh đặng rồi tình nguyên dòng về vì như tòng huyết châu dê những sanh tập tử diệu bề gian nan con còn nhỏ phải lo hằng đắng cay bôi ngọt bằng con phải tắm phải giặt rửa chốn biết rằng giơ giấy mẹ không ngại gì nằm phía ướt con nằm phía rau ướt áo ướt trắng hoặc khi ghé chốc khắp tân ăn con phải chịu trong phần tạm thương tròn ba năm bu đưa sữa mẹ với con đến kia vừa được lớn con mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng cho đi ngọc mở thông chi huệ dựng vợ chồng làm ăn nữa mong con được nên tăng dầu cho cha mẹ cơ bằng hoàng chỉ con đau ốm tức thì lo chạy dầu tôn ao cách mấy cùng đành các bậc đàn lạc thì cha mẹ mới ăn tận định tấn công dưỡng dụng sanh bằng non biệt cơ sao con chẳng biết ơn này hoặc khi lầm lỗi vì rầy trở lại bay ngổ ngang ngổn cha mẹ cùng mang trợn mắt kinh trường quân đồ đà thế nhi bà con chẳng kể ra chi công cũng xưa bồ chẳng tưởng lời dạy bảo xong đường có mà kể tiếng quyên răng ăn chỉ chẳng bàn trai ngang trong ba bói đàn ra vào lui tới mắt cả người chết
làm vương chẳng kể lời dọn toàn dạy răng lớn lên theo tội ung anh đã không dám dịch lại càng hành hung bỏ mang lành theo cùng chúng giữ nết thầm quen chạy ngang nghe lời dù dồn quân ngoan bọn cha bọn mẹ dồn sang quê người trước còn tập theo thời theo thế tân lập thân hoàng đi buôn bán kiếm lợi hoàng vào quân lính với đời lầm công bị ràng buộc đồng công mối nợ hoàng trở ngăn vì vợ vì con quên cha quên mẹ quên xưa quên giờ lâu năm không về hay là nói những người có chi chớ bằng nhiều du hí mà tối sau khi mang hết của rồi đôi đồng dài theo trộm cướp hoặc là bài bàn vặt tội hình tù ngục bài gương hoặc khi mang bạc giữa đường công người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng bạn con cô bác con mẹ cha sao xa buồn đầu thương con tan không ưu sầu có khi mang bệnh đuôi mù vẫn vương hoàn bệnh nặng vì thương quá lẹ làm quỷ giữ hồn vẫn nghe con chẳng lo lượng cha trình tù thêm phố phường ngao du cứ mãi biết theo đồ chẳng mấy kia tân tình mồ gắng làm cho cha mẹ tan vang thân con bận yêu phải mang tiếng đời hoặc cha mẹ đến nỗi già yêu thuộc tiêu mọi điều ớn đau rồi rành kêu riêu con cam dường bỏ liều chẳng thưa phần con cái còn thương cha mẹ thì có lòng yêu để thuận hòa cho mà nhà dễ sai dễ khiến là nam nhi xong đến lúc tòng phu xuống gia lo bên chồng chẳng xa bên mình trước còn lại bạn biết tâm cuối lạnh biển tâm biển nhà quên dương dùng sông tân ân trọng không nhớ không mang nặng đèn đau chẳng lo bao bổ cụ lao làm cho thầm thầy điêu cha mẹ la rèn quờ mắng trở xanh lòng hờn giận chẳng kiếm chớ chi chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng tán tội lượng bạn nam đợi nói con cùng nghiệp dự phải mang nghe phần chỉ rõ mọi đàn trong ngàn đại chúng lòng càng thẳng tay gieo lấy cây lấy cội đập vào bình vào bụi vào không làm cho gan lỗ chân lông tay đều rương máu ướt đậm cả thân đến nôn mê vẫn đền một giây lâu mới tình tan rằng bọn ta quá thiệt tội dân xưa nay chẳng rõ công ơn người mù nay toàn ngộ biết bao lầm làm chữ ta tội tình có nỗi tan quán làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu trước phần tiền ai cầu trần tổ sinh thế tôn bằng cô bi bao đa tổ ân có lòng yêu thuận sống thân của mình vật miệng dụng phạm tính sau mơ văn tỏ cùng đại dung lắng nghe ơn cha nghĩa mẹ nặng nề cho vừa sức đâu vì có người ơn sâu dông cha cộng mẹ cha tất cả hai vai giáp vòng ngọn núi tu di trên trăm ngàn kim
vì có người gầm cơn đòi ghét nuôi dòng tân dân ơn tân này xưa nghiệp định vân tay trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng vì có người từ tay mình quen tụng xong người chịu tân mù tôi như vậy trên trăm ngàn kiếp ơn này tâm đâu vì có người cầm dao tiền bé mổ bụng ra viện ra cầm đến chẳng tan đến trăm ngàn kiếp tâm vẫn đâu bằng vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào sự khó biết bao trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền vì có người vì ơn dương dùng tự treo mình cũng phần cứ treo giữa vàng tròn năm trải trăm ngàn kiếp ân tâm chưa đền vì có người xưa nghiền ra mở hoặc dùng dao chặt bữa tâm mình chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng vì có người vì công dựng dùng đuôn sắc nông tốn ruột tông gan làm cho thân thể tiêu tan ngàn kiếp tâm vẫn chưa đền nghe Phật nói tại điều kinh hai giọt lệ chẳng có nỗi cầm ngân đồng tình làm sao cha đặng tâm ăn sao mà được Phật mời bao các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này các ngươi muốn đáp ơn dạy bài toán lưu truyền vì cha mẹ chỉ truyền phong tục cùng ăn năn dân tội lỗi xưa cũng dường tam bảo sớm chưa cùng là tu vơ chẳng chừa món chi đến kỳ tử tư tâm vương tăng đều dự lễ này sắm sanh lễ vật đủ đầy chờ giờ câu hỏi đặt bày cung dân đặt cầu nguyện sống đường còn sanh về tình độ an nhàn ngay làm bao đáp thù ân sanh tâm dân dụng sống thân của mình mình còn phải chỉ giới quá tâm quy ngũ giới giữ gìn những lời ta dạy đến đến cả nên đi tử phục hành đừng sai được như vậy bằng chẳng thì ngục tôi phải xa trong năm đại tội kể ra bất hiểu tự nhân thật là trọng tay sau khi chết bị đầy vào ngục cùng gọi nhà tên ngục này trong núi tiên vị quanh bên bằng sắc vây quanh vốn về trong ngục này hằng ngày lửa cháy đốt tội dân ơn thay thành tan cho tan rõ vào trong miệng tội nhân ngàn nên một và đủ cho người thọ khổ lộn thịt giá đau thấu tâm can lại có cho sắc căng gan được đoạn tội nhân ở trong ngục có giường bằng sắc bắt tội nhân nằm khắp cho xong rồi cho một ngọn lửa hồng nương quay kẻ tội thịt tàu mong bằng sắc tướng đạo gương giao trên công chung độ tháo như mưa gặp hai chén nay chẳng chừa làm cho thân thề chưa tướng dân ngàn vàng vô phương kể hết mọi ngục đều có cách chỉ điểm như là xe sắt vân tay chiếc tân bổ bụng châu thầy trưởng chi đặng chết liền rằng đỡ vì nghiệp duyên công nở hành tăng ngày đêm chết sống muôn lần đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây
địa ngục rất nặng nề, ngộ nghịch sông thân chúng người đều phải ân cần thường hành các việc bất trần hoàn chân nhất là phải kinh này truyền bá ra cho cộng đồng tay như ai chép một quyền này vì bạn đang thấy một vị tế tôn nếu kinh đàn ngàn muôn quyền thấy thì cũng bằng hoàn thiện do theo quyền lực tùy duyên chưa phòng cùng ngộ ý như sở quyền cha mẹ đặng xa niệm con lành lại hóa sanh về gần kia lời Phật giảng vừa xong cấm trong tự vô một lòng kinh vâng lại phát nguyện thà thân này nát ra bụi cho buôn kiếp chẳng nại dầu cho đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên quy như bị ba thiên đạo kiếp khắp thân này đâm chém vân tay hoặc như lưỡi trói thân này lời thầy chẳng sai dấu thân này bị cửa bị chặt vẫn chia ra muôn đoạn ra đời trên trăm ngàn kiếp như vậy chàng trai lời thầy quyền đức a nan kiện tiền đặng lễ cầu thế tôn đặng để hiểu kinh ngày sau truyền ba chúng sanh về về quân tùng tu hành phật bởi báo a nan nên biết quyền kinh này hòa thiện cao xa đặng đến bao hiểu mẹ cha cùng là thân chồng trường kinh các ngươi phải giữ gìn chu đáo đang đời sau ý dấu phụng hành sau khi Phật dạy đành đành bốn ban Phật tử rất mừng thầy một lòng vâng theo lời Phật và kinh thành tinh chắc vẹn quyền đồng nhau tụ tại Phật tiền nhân tâm đành lễ rồi liền lùi ra Nam Mô Đại Hiếu Phụng Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Phụng Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Phụng Kiền Liên Bồ Tát Ma A Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Đức Bồ Tát Kiên Quang Tự Tại Dạy Công Tu Huệ Mới Mở Mang Chân Như chiều tối nam quân điều không có gì ba nhà huệ soi đi cấm chốn nhưng bọn đường khổ vốn tai nạn xá lợi tâm chớ nghi nan cái con đó mang cái con đó nào xa cái sáng sáng là con sáng như nhau tỏ tường thành tương can đấu chân con xem cùng một màu này xa lợi nghĩ coi có phải nhận phạt con xem lại thật là chẳng sáng chẳng dứt đó mà chẳng dơ tiếng bớt cùng là chân công sẽ có mọi lẽ như ngữ không gian vẻ gì đó tỏ tương hành tương sanh lòng nhạc nhị tỷ tiền còn đâu nương nhờ thân nghi cũng ngần ngờ lúc trần kia con cái là con đã con nhạc giờ xuống tông trên đi tức giới cũng không thấy gì vô vô mình trước khi mà có một thân đã con lỡ tư yên nghèo còn đồng gia chết ông theo quay đầy còn tầm diện đạo không thấy chỉ còn con có đất này được đâu vô sở thất là con tuyệt nhiều đường tổ chân con bọn tâm dư dự nhờ về bán nhà tận hương xói lòng không ngăn ngại còn đâu lo sợ ngọn tượng công tâm chẳng đạo điên chân như
Niết Bàn cõi ấy chứng đến Nam Mô Tam Thế Phật ngôi cao dân quan tánh diệu nhờ bát nhã tu đến bát nhã này rất tiếc liên thần vô dân đến đạo tiền ngày tâm vô đại minh sáng cho chú vô thượng mọi mọi cao xa vô đằng đằng chú ấy mà gồm đủ thần lực dân cổ não tên tên chữ nó lời nói này chân thần chẳng qua vậy đến bát nhã thuyết qua này câu thần chú niệm ra như vậy yên đế yên đế yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tam ba yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tam ba Ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba la nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà niệm già ta a di đà cho bà thì a di đà a di đà đà thì ca lăng đề a di đà đà thì ca lăng đà già di đà già già đà di đà ca lệ ta ba la nam mô đa giang đa niệm già ta a di đà đô ba tỳ a di đà đa tấn đa ba tỳ đề ca lăng đế a di đà đa tỳ ca lăng đa già di đà già già đa chỉ đa ca lệ ta ba nam mô a di đà ba già đa niệm già ta a di đà đô ba tỳ a di đà đa tấn đa ba tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đê tỳ ca lăng đa già di đà già già đa chỉ đa ca lệ ta ba di đà tấn phật sắc vàng tươi tương bốn quang minh và trong tờ nước bốn nguồn khơi hào quang hóa phật bao nhiêu ức bồ tát hiện thân gấp mấy mươi bồ tát lời nguyện và xin chính phật được lên ngôi nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ a di đà Nam mô A Di Đà Phật.